Hiện tại Quang Minh đang đi trên đường tỉnh lộ 15 thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các anh chị. Quang Minh đi về hướng địa đạo Củ Chi á. Thì Quang Minh làm cái video này để chào đến các anh chị một lô đất do Quang Minh chính chủ nha. Lô đất có diện tích là 262 mét, đất trồng cây hàng năm. Diện tích là ngang 6 mét, dài 42 mét, mặt tiền đường tỉnh lộ 15. Thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất này đã đăng ký full thổ cư năm 2000 rồi nha các anh chị. Đăng ký full thổ cư rồi. Lô đất của mình là chức năng của nó là thuộc khu dân cư kết hợp sản xuất. Thì Quang Minh cũng review cái đoạn đường đi vào tới vị trí lô đất của Quang Minh cho anh chị mình xem một tí xíu. Rồi tới miếng đất Quang Minh sẽ quay chi tiết rõ ràng và cụ thể hơn. Lô đất mình nằm bên tay trái nè các anh chị. Tới rồi nè. Đối diện lô đất của mình là bên tay kia là quán ăn gia đình Bến Dược nha. Quán ăn gia đình câu cá giải trí Bến Dược. Trên lô đất của mình là có cái chòi lá này. Bà chị kế bên là bà dựng cái chòi lá nhờ để bà bán nước nha các anh chị. Bán nước, bán cà phê rồi. Đây con mình quay lại cái con đường tỉnh lộ 15 đây. Cái đường tỉnh lộ 15 là nó thông từ ngay cầu sáng của huyện Hóc Môn chạy thẳng lên đây là đi hết tỉnh lộ 15 là băng qua bên kia là đường là tỉnh Bình Dương luôn nha. Đi hết đường tỉnh lộ 15 là địa phận tỉnh Bình Dương. Bây giờ Quang Minh mời cả nhà mình đi vào trong để Quang Minh quay xung quanh cái lô đất cho cả nhà mình xem. Lô đất mình là nằm giữa hai bên căn nhà nha các anh chị, nằm giữa nhà, hai hai căn nhà ha. Nhà này là nhà của bà chị bán nước á, bà xây, bà dựng cái chòi là lá lên để bà mắc võng để bán cho khách nằm nghỉ trưa rồi. Lô đất mình từ cái hàng rào kẽm gai này nè. Qua bên đây là 6 mét chiều ngang. Dài là 42 mét nha các anh chị. Trên đất nó có mấy cái cây cây măng cục. Này là cây măng cục nha các anh chị. Có hai cây măng cục. Hai cây măng cục và một cây cây mận. Mấy cây này nằm ở phía sau đất nha. Sau này anh chị mình có xây nhà thì cũng không có xây hết đâu. Đất mình đã dài bốn mấy rồi mình xây phía trước. Thì sau mình cũng để cho nó cho trái mình ăn được. Đây là phía sau đất mình nè. Phía sau đất mình cũng có nhà dân ha. Đất mình tới ngay cái trụ xi măng này. Qua bên kia là 6 mét. Xung quanh đất không có mồ mả gì hết nha các anh chị. Đất nền cao ráo ha. Đất cao hơn mặt tiền đường tỉnh lộ 15 luôn. Bằng phẳng nằm giữa hai căn nhà rất là đẹp. Bây giờ để Quang Minh quay cái cuốn sổ đất và cái giấy đăng ký xin chuyển lên full thổ cư cho quý khách hàng các anh chị mình xem qua nha. Thửa đất số 95 nè các anh chị, tờ bản đồ số 3. Địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 262,8 m. Bằng chữ là 262,8 m vuông. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Thời hạn sử dụng 2021. Nhưng mà đã gia hạn rồi đây nè các anh chị. Vừa rồi Quang Minh có lên gia hạn rồi ha. Cho nên là Quang Minh xin nhắc lại là cái nhiều cái cuốn sổ khác á,
mấy cuốn sổ trước á, Quang Minh làm, Quang Minh cũng hay nói vấn đề này. Thì tới cái thời điểm là năm 2021 á, thì mình lên mình gia hạn lại thôi nha các anh chị. Còn mình gia hạn lại bữa ngày 30 tháng 6 năm 2021 này, tiếp tục sử dụng đất đến ngày 4 tháng 1 năm 2070, không theo hồ sơ số là 007506 CH001. Gia hạn lại là sử dụng tiếp 60 năm nữa. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi, Hà Thanh Truyền. Cái bản vẽ hiện trạng này các anh chị. Đường tỉnh lộ 15 nè. Đó, mặt tiền đường tỉnh lộ 15. Chiều ngang là 6 m. Phía sau cũng 6 m luôn. Chiều dài là 40 43 44. 4 trừ lộ giới hết 8 m nha các anh chị. Trừ lộ giới hết 8,71 m, còn lại là sau này mình chuyển lên á, mình xây dựng là 35,28 m. Đó. Cuốn sổ đất đó nha các anh chị. Sổ chính luôn đó nha. Còn cái này là cái bản vẽ nè. Bản vẽ hiện trạng luôn nè, 6 m nè. Bản vẽ này nó y với trong cái cuốn sổ luôn nha, không có khác gì nha. Đó. Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vị trí đất á. Bản vẽ cũng 6 mét cũng y như cái trong cái cuốn sổ luôn nha các anh chị, không có khác gì nha. À, bây giờ bọn mình quay cái phiếu đăng ký chuyển mục đích này. Đơn đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2021 kính gửi Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Hưng. Tên người đăng ký, địa chỉ liên hệ nè: ấp Phước Hưng, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Khu đất là 266 mét vuông. Cái 266 này là ngày xưa cái sổ cũ á cả nhà, sổ cũ, cho nên sau này mình đổi lại cái cuốn sổ mới thì cập nhật lại nó còn lại 262,8 nha. Nó hụt hơi đi hết 2-3 m, không quan trọng ha. Bây giờ mình cứ căn cứ thực tế trên cái cuốn sổ hiện tại ha. Còn cái này là cái cuốn sổ cũ ngày xưa nè. Diện tích 266 này, thửa 95 tờ bản đồ số 3 xã Phú Mỹ Hưng nè. Mục đích nhu cầu sử dụng đất là đất ở. Có nghĩa là mình đã đăng ký năm 2020 ngày 23 tháng 10 là lên đăng ký tại xã. Kế hoạch sử dụng năm 21 này là mình sẽ chuyển lên đất thổ cư nha các anh chị. Thì khi nào trên huyện có thông báo về xã, xã sẽ thông báo mình lên mình chuyển thổ cư ha. Mình chuyển full thổ cư luôn, 266 mét luôn nha cả nhà. Đó. Cho nên là Quang Minh quay ra cái cuốn sổ rồi cái bản vẽ rồi cái đơn đăng ký sử dụng đăng ký chuyển mục đích rồi nha. Cả nhà mình nhớ nha. Chứ nhiều anh chị cứ cái này không phải là cái vấn đề, cái này là không phải là đã có thổ cư nha, cái này là cái phiếu đăng ký chuyển, cho nên là anh chị mình lưu ý cho Quang Minh vấn đề này. Đăng ký thì khi nào xã người ta sẽ gửi về địa phương thì mình lên mình có đợt thì mình lên ở xã mình làm cái bản vẽ mình đăng ký chuyển thổ cư nha cả nhà. Đó, đăng ký của năm 2021 này nè. Do tình hình dịch bệnh quá cho nên là bữa nay cũng chưa có giải quyết. Đó. Thì Quang Minh bán là Quang Minh bán chỉ là bán đất trồng cây thôi, bán đất trồng cây lâu năm đó, bán đất trồng cây rồi có cái đơn đăng ký nhu cầu chuyển mục đích thôi, chứ Quang Minh không có bán đất thổ cư nha. Đất thổ cư nếu mà chuyển lên được thổ cư thì cái giá nó khác xa rồi nha cả nhà. Đó. Anh chị mình lưu ý cái vấn đề này. Bây giờ Quang Minh sẽ test quy hoạch cái thửa đất này cho cả nhà mình xem qua luôn nha. Xã Phú Mỹ Hưng, tờ bản đồ số 3, thửa đất 95 ha. Chín bốn chín năm đây các anh chị, đây
thửa đất mình 95 nè. Đáng lý là Quang Minh thường làm video là Quang Minh lên quay thực tế cái vị trí lô đất và xung quanh cũng như là mặt tiền đường nó như thế nào, nhưng mà như Quang Minh đã nói từ đầu là do dịch nó bùng phát quá nên là Quang Minh cũng không có tiện đi lên đó để quay thực tế cho cả nhà mình xem. Mong rằng các anh chị mình thông cảm. Đây các anh chị, thửa đất Quang Minh bát vô đây nè. Ký hiệu cái khu này là 102 ha. 102 quy hoạch xây dựng nông thôn mới là xã Phú Mỹ Hưng nè, điểm dân cư nông thôn số 1. Ký hiệu 102. Quang Minh vào cái tỷ lệ 1/2000 tìm tới số 102. Đây. Mình bắt vô ha. Đây nè các anh chị. Ký hiệu màu xanh lá nè, Quang Minh cho cả nhà mình xem cái ký hiệu luôn coi nó chức năng nó như thế nào nha. Đây màu xanh lá đây các anh chị, đất ở nông thôn kết hợp sản xuất ha. Chức năng khu đất của mình là đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Chúng mình tô đậm cái thửa đất cho lên một tí cho cả nhà mình dễ hình dung ha. Đó. Đất mình là nó nằm mặt tiền đường tỉnh lộ 15 ha, ngang ở trước 6 ở phía sau 6 luôn nha các chị, không có tốt đầu tốt đích gì nha. Giá bán lô đất này là 1.980.000.000 nha các anh chị. Quang Minh là chủ đất nha, chủ lô đất này nha các anh chị. Cả nhà mình anh chị mình ai yêu thích lô đất này thì gọi cho Quang Minh thông qua số điện thoại quen thuộc 0937234579 ha. Bất động sản Quang Minh chuyên kinh doanh mua bán nhận ký gửi nhà đất khu vực quận 12, Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh và Long An. Quý vị cả nhà mình nhớ đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để xem và cập nhật những video mới từ kênh Bất Động Sản Quang Minh. Có sản phẩm nào đẹp, giá rẻ, hợp lý, Quang Minh sẽ làm video và up lên kênh cho cả nhà mình xem nha. Và trước khi kết thúc video, Quang Minh xin mời toàn thể quý vị thưởng thức một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bài hát Không Thể Và Có Thể do chính Quang Minh thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Náo nức khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm. Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn.
vắng anh trên đời đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sâu có thể dần tan, và điều này thật dồn dàng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ còn đau mình dương gian khi úa tan mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn, vắng anh trên đời đâu còn tình yêu. Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sâu có thể dần tan, và điều này thật rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi là chín đỏ, bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sâu có thể dần tan, và điều này thật dồn dàng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành